Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giao thông Vận tải An Giang và nhóm thiện nguyện Thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quy Đôn, thành phố Long Xuyên tổ chức trao tặng 1.500 bình nước lọc cho người dân ấp Tân Quý, xã Tân Vĩ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng do nguồn nước bị xâm nhập mặn. Với nội dung Giọt nước nghĩa tình ngày hạn mặn, Tại nơi đến, đoàn đã trao tận tay 1.500 bình nước lọc cho khoảng 700 người dân ấp Tân Quý, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Tổng kinh phí của chương trình gần 100 triệu đồng. Đây là chương trình thực hiện theo công điện số 01 của Bộ Công an về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân trước tình hình nắng nóng kéo dài, hạn mặn xâm nhập sâu vào trong đất liền tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức chia sẻ nước sạch, lan tỏa hình ảnh đẹp, góp phần phát huy tính sung kích của lực lượng công an nhân dân trong công tác hỗ trợ giúp dân.